Thưa quý vị, một cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh vừa bị hai thanh niên đâm trọng thương khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 12 tháng 7, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, xã Thạch Trung. Khi phát hiện hai thanh niên Dương Nhật Hoàng và Nguyễn Văn Đài, 17 tuổi, trú ở huyện Hương Sơn, điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng về phía chốt đo nồng độ cồn, cảnh sát Hoàng Hùng Cường đã cố gắng tránh né nhưng không kịp và bị tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh Cường cùng hai thanh niên ngã xuống đường, xe máy trượt khoảng 3 mét. Ba người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, anh Cường được theo dõi chấn thương sọ não, vùng ngực và vết thương tay trái. Hoàng và Đài chẩn đoán chấn thương sọ não, bị thương vùng mặt và môi. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi Hoàng và Đài tỉnh táo sẽ tiếp cận để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2, phương hướng nhiệm kỳ quý 3 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm và quyết liệt, chủ động trong đẩy lùi tai nạn giao thông. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong việc kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Theo số liệu, trong 6 tháng đầu năm 2024, số người chết giảm khoảng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia cũng giảm mạnh. Tuy số người chết giảm, song số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương lại tăng lần lượt là 15,5% và 34%, theo Phó Thủ tướng. Đây là gánh nặng rất lớn cho gia đình và xã hội. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, cần từng bước chuyển biến nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, kể cả những đối tượng không tham gia giao thông, như người bán hàng trên vỉa hè, quản lý tốt phương tiện và cải thiện, quản lý tốt cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là quan tâm và quyết liệt hơn. Cái thứ hai, nó đúng với tất cả trường hợp là công tác phối hợp của chúng ta cơ bản là chưa tốt. Bây giờ làm sao để mọi người, mọi ngành trong phạm vi quản lý của mình phối hợp tốt thì nó ra việc. Cái việc thứ ba, mong các đồng chí hai chữ nữa là chủ động. Có những việc tôi biết nằm hết trong thẩm quyền của các đồng chí, kể cả việc tăng mức phạt. Như đồng chí Phó Chủ tịch Hà Nội nói, thẩm quyền của Hội đồng nhân cấp tỉnh, thành phố được quyền quy định một số cái mức phạt theo phân cấp. Hà Nội làm đó. Cho nên các đồng chí không quan tâm, không chủ động thì việc nó cũng còn nguyên đó. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, chú trọng các biện pháp truyền thông nhằm nâng cao ý thức người dân. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đối với đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng lưu ý cần có tính răn đe nhưng nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay đa số những chung cư mini đang hoạt động được coi là công trình nhà ở riêng lẻ nên sổ hồng chỉ được cấp cho một cá nhân, thường là chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 8, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp giấy chứng nhận, sổ hồng theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp giấy chứng nhận, sổ hồng theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. Quy định này đáp ứng nhu cầu chính đáng về sở hữu nhà của người dân, đồng thời giúp chất lượng và tính an toàn của loại hình nhà ở này được tăng lên cùng với nhiều quy định mới về điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, không phải cứ có dự án là được cấp sổ hồng. Các căn hộ chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận nhà ở, sổ hồng nếu đáp ứng được một số điều kiện. Các điều kiện tiêu chuẩn, quản lý và hoạt động của chung cư mini sẽ được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể. Các chuyên gia cho rằng loại hình chung cư mini nở rộ ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua nhưng bị buông lỏng quản lý, dẫn đến nhiều sai phạm. Do đó, quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini và việc cấp giấy chứng nhận cho loại hình này được sửa đổi chặt chẽ hơn so với trước đây sẽ tạo điều kiện tốt hơn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân thu nhập thấp được sở hữu tài sản của mình. Lãi suất huy động tiếp tục tăng trong tháng 7, kéo theo một số ngân hàng gia nhập nhóm nhà băng trả lãi suất huy động từ 6% một năm trở lên đối với các kỳ hạn dài. Đã có 10 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 7, điển hình như là Exim Bank, C-Bank, VIB, Bảo Việt Bank, Sài Gòn Bank, Việt Bank, MB, BV Bank. Trong số đó, BV Bank và AB Bank đã nâng mức lãi suất huy động các kỳ hạn dài lên 6% một năm.
Trước đó, nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 6 đến 6,1% như là HD Bank, Ocean Bank, SHB. Mức lãi suất huy động 6,1% một năm, cao nhất thị trường hiện nay, được HD Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Tại một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn 12 tháng, số lượng các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 5% một năm trở lên đã lên đến 23 ngân hàng. Số lượng các ngân hàng niêm yết mức lãi suất từ 5% một năm đối với các kỳ hạn 18 tháng đang là 26 ngân hàng, trong khi kỳ hạn 24 và 36 tháng có tới 28 ngân hàng. Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thực hiện chỉ đạo tại công văn 4844 với dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Trong đó, bộ này đề xuất phương án điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá là 671 đồng 1 kWh. Theo đó, để khuyến khích phát triển điện sạch, Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm sản xuất điện dư không dùng hết bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% tổng công suất. Về việc xác định điện dư không dùng hết, Bộ này đưa ra 3 phương án. Trong đó đề xuất thực hiện theo phương án 2, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được thanh toán 10% sản lượng điện trên tổng sản lượng điện dư phát lên lưới điện quốc gia, được ghi nhận trên hệ thống đo đếm điện năng mua bán với khách hàng. Về giá mua điện dư, Bộ này cũng đề xuất phương án là trước mắt tạm áp dụng giá mua điện dư phát lên lưới từ 600 đến 700 đồng 1 kWh. Giá này sẽ được xem xét điều chỉnh hàng năm để đảm bảo khuyến khích phù hợp với từng thời kỳ phát triển của hệ thống điện quốc gia. Giá đề xuất là 671 đồng trên 1 kWh. Thưa quý vị, thông thường sau mỗi đợt tăng lương cơ sở, giá cả hàng hóa trên thị trường đều dục dịch tăng theo. Đầu tháng 7 vừa qua, lương cơ sở đã tăng lên mức là 2,34 triệu đồng trên một tháng, mức cao nhất trong lịch sử tăng lương. Vậy thị trường hàng hóa thời điểm này có tăng giá như những lần trước hay không? Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khảo sát tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thị trường hàng hóa tiêu dùng những ngày này vẫn diễn biến bình thường, giá cả cập nhật theo quy luật cung cầu. Đối với ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, ngoại trừ thịt lợn tăng giá từ 5 đến 15.000 đồng 1 kg tùy loại từ tháng 6 vừa qua, thì hầu hết các mặt hàng khác đều ổn định. Trong số này, giá các loại thủy hải sản tươi sống biến động tăng giảm liên tục tùy theo cung cầu, thời tiết hàng ngày nhưng vẫn ở mức bình thường so với các tháng trước. Nó giảm thì mình giảm, còn dù nó tăng thì bắt buộc mình phải tăng, lúc tăng lúc giảm. Ngành hàng rau củ cũng có diễn biến tăng giảm liên tục, nhưng từ đầu tháng 7 đến nay giá luôn ổn định. Theo tiểu thương kinh doanh rau củ đầu mối, thời điểm này nông dân đang bước vào vụ thu hoạch nên nguồn cung được đảm bảo, mức giá duy trì gần như ngang bằng với mức thấp nhất tính từ đầu năm. Thậm chí từ đây đến cuối tháng, một số mặt hàng rau củ còn giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu chỉ ở mức trung bình. Chỉ là có cái cà rốt là nó lên giá thôi, còn các thứ kia là nó cũng bình giá theo cái giá thị trường từ hôm nào giờ, nó không có lên. Trong vòng từ đây tới một tháng trong vòng này á, thì cái giá cả của nó thì nó cũng bình thường, có thể là nó có hạ 1-2 phân luôn á. Gạo là một trong những mặt hàng thiết yếu được quan tâm nhiều nhất. Ghi nhận tại thời điểm này thì mặt hàng gạo trên địa bàn tỉnh ổn định về cả nguồn cung lẫn giá cả. Giá cả thì cũng bình thường, gạo lúc này thì cũng đang vô mùa mà gạo nhiều, thành ra không có lên, thôi nói chung là ổn định. Còn theo đánh giá khách quan của nhiều người đi chợ, giá cả các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hàng ngày vẫn đang khá ổn định. Một số mặt hàng rau củ quả biến động tăng theo tình hình thời tiết nhưng không quá cao. Hôm nay là thấy đi chợ thì giá cả thì cũng vậy thôi, cũng không có tăng lắm. Về giá cả thị trường thực phẩm rồi thịt cá rau củ quả thì nó ổn định ở mức là khá cao. Giá cả hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang giữ ổn định sau khi lương tăng là tín hiệu tốt cho thị trường. Tuy nhiên, để ổn định này lâu dài và chắc chắn, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cung cầu hàng hóa theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng nhằm kịp thời thực hiện giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.